Không phải là nói quá khi khoảng sân này nhìn như một trang trại nuôi lợn vì quá nhảy dụa, bùn bẩn, đen kịch và đóng thành một lớp dày. Đóng cửa rồi mà ngày lau hai lần vẫn còn than. Sân thì than do đen xì. Những hình ảnh này đủ nói lên sự bất lực của người sống trong căn nhà khi trong căn nhà không khác gì một kho bãi lâu năm không ai dọn. Đây chính là cuộc sống của những hộ dân ngay cạnh bãi tập kết than của trạm chế biến và kinh doanh than Dương Nguyệt ở phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 30 hộ, hơn 30 hộ. Nó phải hơn chục năm rồi đấy. Cái biết bao giờ nó chuyển đi thì cái sóng này nó mới đỡ.